ngày. Bảo Việt Nhân Thọ mang đến cho gia đình bạn cơ hội đón dê vàng về nhà cùng nhiều tài lộc may mắn. Với chương trình khuyến mại đặc biệt Vui Xuân Sang Đón Lộc Vàng của Bảo Việt Nhân Thọ, quý khách hàng có cơ hội trúng nhiều giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. Giải Tam Dương Phú Quý 3 lượng vàng SJC 4 số 9, giải Song Dương Thịnh Vượng 2 lượng vàng SJC 4 số 9, giải Nhất Dương An Khang 1 lượng vàng SJC 4 số 9 và nhiều giải thưởng vô cùng hấp dẫn trong mỗi tháng. Chương trình khuyến mại Vui Xuân Sang Đón Lộc Vàng có tới 633 giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 3 tỷ đồng. Mỗi tháng sẽ có 15 giải phát vượng xe Honda Way 110 RS, 45 giải phát lộc lò vi sóng Sanyo cao cấp, 150 giải phát tài nơi ủ Kha Lắc Home tiện dụng. Chương trình khuyến mại đặc biệt Vui Xuân Sang Đón Lộc Vàng là món quà tri ân của Bảo Việt Nhân Thọ gửi tới quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt và chào đón xuân mới Ất Mùi đang tới gần. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2014 đến ngày 28 tháng 2 năm 2015, khi mua hợp đồng có sản phẩm hỗ trợ kèm theo của Bảo Việt Nhân Thọ với mức phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên từ 3 triệu đồng trở lên và phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên quy năm không thấp hơn 7 triệu đồng, quý khách hàng sẽ nhận được mã số dự thưởng để tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt Vui Xuân Sang Đón Lộc Vàng. Trong thời gian khuyến mại, Bảo Việt Nhân Thọ tổ chức 3 đợt quay thưởng tại các cụm tỉnh thành trên cả nước dưới sự chứng kiến của đại diện các khách hàng. Đợt 1 quay thưởng vào tháng 1 năm 2015 áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm phát sinh hiệu lực trong tháng 12 năm 2014. Đợt 2 quay thưởng vào tháng 2 năm 2015 áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm phát sinh hiệu lực trong tháng 1 năm 2015. Đợt 3 quay thưởng trong tháng 3 năm 2015 áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm phát sinh hiệu lực trong tháng 2 năm 2015. Các giải đặc biệt sẽ được quay thưởng vào cuối đợt 3, áp dụng cho tất cả các mã dự thưởng của hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại. Hình thức quay thưởng: quay số ngẫu nhiên trên phần mềm quay số trúng thưởng. Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về tính chính xác và minh bạch của chương trình. Bảo Việt Nhân Thọ sẽ chi trả toàn bộ thuế thu nhập cá nhân cho các khách hàng trúng giải. Bởi vậy, niềm vui trúng giải sẽ trọn vẹn hơn. Khách hàng không còn phải lo lắng đến những thủ tục phát sinh khi nhận được giải thưởng. Sự hạnh phúc, phồn thịnh của khách hàng chính là nền tảng, là động lực mạnh mẽ của quá trình hoạt động và phát triển của Bảo Việt Nhân Thọ. Chúng tôi không ngừng phấn đấu và nỗ lực để trở thành một địa chỉ tin cậy, xứng đáng để hàng triệu gia đình khách hàng trên khắp Việt Nam trao gửi niềm tin. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến mọi nhà, ngàn lời cùng chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Hứng khởi đón xuân cùng Bảo Việt Nhân Thọ, chúng tôi hân hạnh chào đón bạn đến với chương trình khuyến mại chào năm mới Vui Xuân Sang Đón Lộc Vàng. Thông tin chi tiết được đăng tải trên website bảovietnhanthọ.com.vn, hotline 1900 55 88 99.